Bất chấp các cảnh báo về tình trạng bất cân đối cung cầu trong phân khúc căn hộ cao cấp, cũng như các thông tin về tình trạng bán tháo cắt lỗ của một số nhà đầu tư, chuyên gia của danh khối Á Châu DKRA Việt Nam vẫn khẳng định nguồn cầu căn hộ cao cấp hạng sang sẽ vẫn ổn định trong năm nay, nhận định từ ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển của công ty DKRA Việt Nam. Do cái đặc thù của căn hộ cao cấp hay căn hộ hạng sang, hạng A, thì thứ nhất là nó cái nguồn cung nó hạn chế không nhiều, nhưng mà nó cũng có một cái ổn định. Tuy nhiên rằng là với cái sự gia tăng của nền kinh tế cộng với cái những cái hay nói sao nhỉ, mình gọi là cái thành quả của từ các cái hoạt động kinh tế, tài chính, chứng khoán, kinh doanh các thứ khác, cho nên là cái người mua về cái căn hộ cao cấp ấy, căn hộ hạng A và hạng sang nó vẫn sẽ tiếp tục ổn định. Cộng thêm nữa là cái sự quan tâm nhiều hơn của người mua là người nước ngoài. Thực tế rằng là cái sự hội nhập kinh tế của Việt Nam với cả các nước hàng châu là đã ngày một sâu rộng hơn, cho nên là thị trường bất động sản của Việt Nam nó đang thu hút những cái người mua là các cái nhà đầu tư cá nhân từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore. Đó, thì tôi thấy cho nên là cái mức tiêu thụ của nó vẫn tốt.